Tị bố mẹ mắng, nam thanh niên vào rừng ăn rất nhiều lá ngón dẫn đến ngừng tim, ngừng thở, hôn mê, suy hô hấp. SAS 19 tuổi ở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, vào bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ Yên Bái trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê, suy hô hấp, tím tái toàn thân. Đồng tử hai bên giãn tối đa, không có phản xạ ánh sáng, tim loạn nhịp. Trước đó, do bị bố mắng nên ép vào rừng ăn nhiều lá ngón. Các bác sĩ kích hoạt hệ thống cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn do ngộ độc lá ngón, tiền lượng nặng, có nguy cơ tử vong. Các bác sĩ đã hút sạch đờm rãi, truyền dịch, trợ tim, đặt ống nội khí quản thở máy, rửa dạ dày, đặt sông tiểu. Sau khoảng 30 phút cấp cứu theo pháp đồ, bệnh nhân có mạch trở lại, đồng tử giãn tối đa. Các bác sĩ cũng phải sử dụng thuốc vận mạch rất cao để duy trì huyết áp cho bệnh nhân. Những ngày tiếp theo, tình trạng bệnh nhân luôn đặt trong tình trạng báo động, liên tục xảy ra những cơn rối cứng. Sốt liên tục do tình trạng tổn thương não lan tỏa và tổn thương phổi nặng nề. Sau 5 ngày thở máy và điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân có những tiến triển tích cực, dần hết sốt, các phản xạ dần có trở lại. Bệnh nhân được cắt dần an thần và cai máy thở. Đến ngày 13 tháng 6, người bệnh được rút ống nội khí quản và tiếp tục được chăm sóc tích cực, tập vận động và hồi phục chức năng. Ngày 21 tháng 6, nam thanh niên xuất viện với sức khỏe ổn định, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân được. Theo các bác sĩ, lá ngón chứa một chất kịch độc có thể giết người ngay lập tức là hoạt chất alkaloid. Alkaloid được biết đến là những hợp chất hữu cơ có chứa dị vỏng nitơ, có tính bazơ, thường gặp ở trong nhiều loại thực vật và đôi khi còn tìm thấy trong một loài động vật. Đặc biệt, alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid cũng có thể gây chết người. Loại độc trong lá ngón ngấm rất nhanh, chỉ mất từ 5 đến 30 phút qua đường tiêu hóa. Thời gian gây chết người trung bình của độc lá ngón trong vòng khoảng từ 1 đến 7 tiếng, nếu ăn từ 3 lá trở lên sẽ có nguy cơ tử vong ngay lập tức. Người bị ngộ độc lá ngón thường có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, sau đó dẫn đến mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, suy bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp.